này đây. Thì em xin tự giới thiệu, em là Bùi Thành Linh ạ. Em là founder của dự án Nhà Thông Minh AnHome ạ. Thì sau đây em xin phép trình bày về cái dự án của mình ạ. Thì AnHome là một công ty chuyên nghiên cứu và phát triển các thiết bị Smart Home trên nền tảng AI IoT toàn cầu ạ. Và bọn em là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng cả ba công nghệ không dây là Wi-Fi, Zigbee và Bluetooth Mesh. Thì cái vấn đề mà hôm nay chúng em sẽ đề cập ở đây đó là cái vấn đề dành cho những cái doanh nghiệp. Ở đây có những cái doanh nghiệp liên quan đến việc là doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện truyền thống, các doanh nghiệp về đầu tư về bất động sản, các doanh nghiệp về thiết kế, thi công điện. Thì họ có vấn đề là gì ạ? Thì ngày nay khi mà cái làn sóng 4.0 nó phát triển mạnh mẽ và những cái khu đô thị Smart City nó mọc lên nhiều hơn, thì cái nhu cầu của người dùng nó cũng cao hơn và đòi hỏi các doanh nghiệp về sản xuất các thiết bị điện và các doanh nghiệp về bất động sản này họ cần phải làm mới những cái sản phẩm của mình để tăng cái sức hấp dẫn và theo kịp với xu thế. Và đa phần các doanh nghiệp này thì có một cái nền tảng là nó không liên quan đến điện tử và phần mềm. Thế nên là cái việc mà khi mà họ tiếp cận và những cái phát triển những cái sản phẩm thiết bị thông minh trong Smart Home hay Smart Device thì họ gặp những cái vấn đề, thứ nhất liên quan đến vấn đề về công nghệ và cái thời gian và chi phí cho việc phát triển công nghệ. Thì bọn em tính trung bình là để phát triển một cái sản phẩm Smart Device thì họ mất từ về tiền chi phí nghiên cứu mất từ 1 đến 2 tỷ, tiền hạ tầng mất từ 8 đến 10 tỷ và thời gian để ra được một bản MVP đâu đó vào khoảng tầm 2 năm. Và trên thực tế thì em đã gặp những bài toán là có những doanh nghiệp mà họ cũng khá là lớn nhưng mà họ gặp đến 4 năm trời mà vẫn chưa ra được một cái sản phẩm, cái công tắc thông minh và vẫn đang loay hoay để xử lý lỗi của nó. Và sau nữa là cái những công ty, những doanh nghiệp về thiết bị điện như này họ phát triển những cái sản phẩm độc lập như này thì nó sẽ xảy ra một cái bài toán mà bây giờ các anh chị cũng đang gặp phải, đó là cái việc là mỗi một công ty họ lại ra một cái nền tảng riêng và khiến người dùng gặp phải vấn đề là phải tải quá nhiều app cho các thiết bị của mình. Ví dụ như camera một app, robot hút bụi một app, khóa cửa vân tay một app. Và người dùng gặp vấn đề là tải quá nhiều app và khi muốn điều khiển thiết bị đó thì gặp cái khó khăn. Và các thiết bị thì nó lại không link được đến với nhau, nó không hiểu được nhau. Và rồi vấn đề là cuối cùng đó là cái vấn đề mà rủi ro về những cái rủi ro về vấn đề về tự phát triển. Thì cũng như em vừa nói đó là câu chuyện là họ đã gặp phải vấn đề là có những doanh nghiệp họ rất là lớn tại Việt Nam nhưng họ mất đến 4 năm trời để xoay sở, để xử lý những cái lỗi mà vẫn chưa ra được sản phẩm. Và những cái thời gian dài quá như vậy thì nó sẽ làm cho sản phẩm nó bị có thể là nó sẽ lỗi thời, đến khi họ ra thì lỗi thời nó rồi và nó không còn phù hợp với xu hướng nữa. Thì đấy là cái vấn đề của các doanh nghiệp ạ. Thì giải pháp của chúng em ra đời nhằm giải quyết các vấn đề đó. Chúng em là những giải pháp OEM và ODM, phần hardware và software cho các doanh nghiệp. Ví dụ như trường hợp là bọn em đang làm việc với một bên doanh nghiệp sản xuất cái quạt thì họ muốn giúp chúng em giúp họ là biến cái quạt của họ là cái quạt bình thường trở thành một cái quạt smart và bọn em vào và vẫn giữ nguyên những cái thiết kế cũ của họ và họ không phải trả những cái phí nghiên cứu, những cái phí software hay là cloud. Họ có ngay một cái sản phẩm chỉ là một cái phần cứng tích hợp thêm vào cái quạt đấy và giúp cái quạt đấy vẫn có những tính năng cũ cộng thêm tính năng mới là điều khiển qua điện thoại. Thì cái này chi phí cho một thiết bị như thế thì họ chỉ phải trả từ khoảng 1 đến 200 nghìn cho một thiết bị và họ có thể mua khoảng 10 thiết bị bắt đầu trở lên là bọn em đã có thể support cho họ rồi. Thì đấy là một mức chi phí cực kỳ thấp và thời gian rất nhanh, chỉ khoảng 1 đến 2 tháng là bọn em sẽ có bản demo và họ có thể dùng thử cái sản phẩm đấy và mang ra thị trường được. Thứ hai nữa là cái việc là khi họ làm việc với bọn em thì họ có một cái lợi thế là nó sẽ tích hợp vào hệ sinh thái của bên em. Vì thực ra ngoài cái việc này thì bên em đã cung cấp những cái sản phẩm trong hệ sinh thái nhà thông minh bao gồm những cái giải pháp điều khiển các thiết bị điện, chiếu sáng, rèm vào cửa cuốn. Và bọn em cho rằng là đây là một cái rủi ro cực kỳ thấp khi làm việc với bọn em. Vì thứ nhất bọn em đã có hơn 2 năm để nghiên cứu và phát triển các hệ thống Smart Home và bọn em đã bán ra từ năm ngoái và sau hơn một năm thì bọn em đã bán được gần 2.000 thiết bị và có doanh thu là khoảng gần 1 tỷ đồng cho cái việc bán những cái sản phẩm hệ sinh thái của mình. Thì cái điểm khác biệt của bọn em là so với các doanh nghiệp khác sản xuất về Smart Home thì là thứ nhất là bọn em sự khác biệt về phần cứng là bọn em có thể tích hợp cái phần cứng của bọn em vào những cái sản phẩm cũ của họ và không làm thay đổi thiết kế. Và những cái sản phẩm của bọn em thì đã được nghiên cứu và ổn định, bán ra thị trường và ổn định và phù hợp với cái môi trường Việt Nam nóng ẩm và ven biển. Và sản phẩm của bọn em cũng là sản xuất ở Việt Nam. Và thứ hai nữa là cái phần mềm thì bọn em có khả năng customize phần mềm và OEM cái phần mềm đấy cho họ với brand name của họ luôn. Để làm được điều đó thì bọn em có một cái đội ngũ vô cùng mạnh mẽ về mặt kỹ thuật.
Bên cạnh em là founder thì cũng là một người kỹ thuật, thì bọn em có anh Nguyễn Phú Quảng, là anh ấy đã được giải từ những cái năm, anh ấy đã là lập trình viên từ những cái năm 2000, và anh ấy là đã được giải nhì chương trình trí tuệ Việt Nam 2000, bây giờ gọi là giải chương trình nhân tài đất Việt đấy. Thì anh ấy cũng là thế hệ có cái nhiều rất nhiều kinh nghiệm trong cái việc phát triển các ứng dụng web app ạ. Và thứ hai đó là phần cứng, thì cái ngành smart home tuy nó mới phát triển nhưng mà chúng em đã có một bạn phụ trách phần cứng là đã có 4 năm trời chỉ thiết kế các mạch điện tử về smart home, và bạn ấy đã xử lý rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến những cái lỗi mà nó do môi trường và khí hậu Việt Nam mang lại. Và bên cạnh đấy thì bọn em có những đội ngũ về sale marketing ạ. Thì sản phẩm của em thì có hai sản phẩm chính là sản phẩm phần mềm và sản phẩm phần cứng. Thì phần mềm là một cái app trên điện thoại giúp mọi người điều khiển các thiết bị điện trong nhà. Phần cứng thì nó sẽ là những cái công tác ổ cắm cảm biến và lắp và thay thế cho cái hệ thống cũ của mọi người, và sản phẩm của em hoàn toàn không có dây tín hiệu, thế nên là mọi người hoàn toàn có thể thay thế được cho những công trình cũ mà mọi người đang dùng ạ. Cái dòng tiền của bọn em đi về thì chủ yếu là từ việc là bán các sản phẩm thiết bị phần cứng, bao gồm là những sản phẩm với brand name của chúng em, và thứ hai nữa là sản phẩm với những cái sản phẩm với brand name của các hãng. Thứ hai nữa thì cái việc mà khi mà bọn em bán sản phẩm cho các hãng sản xuất thiết bị phần cứng đấy thì bọn em có một cái tăng trưởng về mặt user rất là nhanh. Bọn em lợi dụng cái user của họ đã có sẵn thì nó giúp bọn em là có thể sau này bọn em sẽ dòng thu tiền từ app được. Bây giờ hiện tại thì bọn em đang free app cho họ nếu họ cam kết về số lượng sản phẩm. Thì bọn em sau chúng em có những cái dòng doanh thu từ việc app thì bọn em đang dự kiến là sắp tới khoảng tháng 3, quý 3 năm 2021 thì bọn em sẽ ra một cái store ở trên cái app đấy, và bọn em sẽ có thể cho họ thuê những cái vị trí đặt những cái sản phẩm trên cái app đấy. Và chủ yếu bọn em là tập trung vào khách hàng B2B, ở đây nó là các doanh nghiệp sản xuất và những cái khu đô thị. Điểm khác biệt của bọn em thứ nhất là về mặt công nghệ, và thứ hai là hướng đi. Về mặt công nghệ thì bọn em ứng dụng những cái công nghệ không dây vào bọn em. Tại sao bọn em ứng dụng cả ba cái công nghệ Wi-Fi, Zigbee và Bluetooth? Tại vì là mỗi công nghệ nó sẽ có những cái điểm riêng mà bọn em sẽ tùy theo từng dự án, tùy từng cái yêu cầu của nhà sản xuất mà bọn em sẽ áp dụng vào. Và đây là cái kết quả kinh doanh của bọn em, như em chia sẻ là sau gần một năm thì bọn em có gần 2 tỷ và có 1 tỷ và gần 2.000 về sản phẩm ạ. Về mặt thị trường thì tuy thị trường smart home hiện tại nó còn đang nhỏ, tuy nhiên là cái tốc độ tăng trưởng của nó thì hiện tại đang rất là nhanh, với tỷ lệ tăng trưởng kép là 6,2% một năm. Và hiện tại thì mới chỉ có 2,8% dân số Việt Nam có sử dụng smart home, vì vậy miếng bánh trên thị trường còn là rất lớn đó. Và bọn em đến đây hôm nay để kỳ vọng là có thể gọi được số vốn 100.000 đô cho 10% cổ phần của mình ạ. Thì em xin hết phần trình bày của mình ạ.